Nói rằng thì hỏi thêm là có được bày cúng tiền vàng không? Cúng tiền vàng á, thì cái này chúng ta thấy những người ở ngoài đời họ không học Phật Pháp, hoặc là những người học Phật Pháp nhưng chưa thực sự hiểu Phật thì họ vẫn cúng tiền vàng, có đúng không? Ở miền Bắc chúng ta đặc biệt là đại đa số các chùa, các đạo tràng cúng tiền vàng trong dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu và cúng tuần thất thất chay tuần, cúng 35, 49, cúng vong, lễ cầu an, cầu siêu, cúng tiền vàng rất nhiều. Chúng ta phải biết cái nguồn gốc tiền vàng nó xuất phát từ đâu. Nó không phải của Việt Nam chúng ta, cũng không phải của Phật giáo chúng ta, mà nó xuất phát ở sau cái thời Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc. Các quý vị có thể về search trên mạng tìm hiểu cái nguồn gốc của tiền vàng nó ra từ đâu, chúng ta sẽ biết. Đây là văn hóa của dân gian Trung Quốc, không phải văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không phải văn hóa của Phật giáo. Chúng ta bảo là nếu mà chết mà không đốt tiền vàng cho người thân thì xuống dưới người quái âm, người thân chúng ta lấy gì để tiêu? Thì xin thưa với các vị, tất cả các nước, gần như tất cả các nước ở châu Âu, họ không có tục đốt tiền vàng. Vậy những người đã mất, những vong linh, những cô hồn ngạ quỷ ở dưới quái âm ở châu Âu, họ chết đói hết à? Có đúng không? Họ chết đói không? Không có. Còn vong linh ở châu Á chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, vân vân, những nước hay đốt tiền vàng, đó là vong linh được no hết à? Được đủ hết à? Có không? Không có. Không phù hợp với quy luật nhân quả Đức Phật đã nói. Đốt tiền vàng ở đây là do gì? Do con người chúng ta tưởng tượng ra là ở dưới kia nhận được. Như thế thôi. Do là các linh quỷ, họ giả, họ nhập vào giả làm người thân của chúng ta, bảo là nhận được rồi, nhận được rồi. Nhưng thực tế đâu có nhận được. Các quý vị biết mà. Nếu mà tôi cứ nói một cái đơn giản, một người mà bị vi phạm pháp luật, cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm, mà bị xử đi tù chung thân ở trong gì? Trong tù, bị xử tội, xử tù chung thân nhá. Ở gia đình chúng ta rất giàu có, của cải rất nhiều. Chúng ta có thể ngày ngày gửi tiền vào cho người ở trong tù ăn ngon mặc, ăn sung mặc sướng được không? Có không các quý vị? Có không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta có thể nói với ban quản, ban giám ngục là thôi, người nhà nhà tôi ở trong kia nó khổ quá, để cho tôi xây một cái gì? Một cái nhà lầu ở bên cạnh cái nhà tù này, miễn là ở trong cái đất của trại giam là được, để cho người nhà tôi ra đấy ở, có được không? Không được. Chúng ta có thể mua cái ô tô hay cái xe máy và cho người nhà của chúng ta mà phạm tội kia đi dạo phố, có được không? Không được. Vậy, tương tự như vậy, những chúng sinh phạm vào những cái tội khổ, đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ tiếp nhận được những thứ đó nữa. Mà họ tiếp nhận được là bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm thì phải dùng cái tâm thật, cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh. Ví dụ ở đây Thầy bảo các quý vị tham dự lễ hội Vu Lan chùa Khai Nguyên, chúng ta cũng có thể sắm cho các cụ mỗi người một bộ quần áo, hoặc là nếu gia đình không có thì chỉ cần gì, một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ, và một bộ quần áo trẻ con, hoặc là hai bộ quần áo trẻ con, bộ quần áo trẻ con cho nam, một bộ quần áo trẻ con cho nữ, bộ quần áo người lớn cho nam, một bộ quần áo người lớn cho nữ, thế là đủ. Bằng nếu không thì không có bộ nào vẫn cứ được. Vì sao? Vì mà bộ quần áo đó phải bộ quần áo thật. Thật để làm gì? Thật để tỏ cái tấm lòng chân thành của gì? Của con cháu đối với ông bà tổ tiên người thân. Đến đây nhờ gì? Sau đó thì các vị thấy, mỗi khi xuống lễ ở dưới đó, các vị thấy tôi thường hay đến, tôi đối trước đó làm gì? Để đọc cái bài kệ, gọi là cái bài kệ bài kệ của Đức Mục Liên Tôn Giả. Các vị thấy tôi đọc xuống bài kệ: Mục Liên Tôn Giả Đại Từ Bi, Huyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bổn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Tướng Trưởng Minh Y, Cấp Phó Chư Vị Vong Linh Chân Linh Hương Linh Lai Thủ Dụng, Vô Danh Ngoại Quỷ Khước Trừ Chi Chỉ Hỏa Thành Yên, Yên Thành Tượng, Hỏa Quang Tam Muội Biến Tùy Nghi, Án Tất Tộc Thành Hình Khổng Khứ. Đấy là cái bài kệ để hóa gì ạ? Để hóa một bộ quần áo của chúng ta có thể gì? Thành hàng trăm nghìn vạn ức bộ, để cho gì? Cho tất cả những người thân, cho tất cả những vong linh, hương linh, chân linh, anh linh đến dự pháp hội này đều có thể
từ những cái pháp của Phật đó, những câu thần chú của Phật, cái thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát và ngài Mục Kiền Liên đó, thì tự nhiên trên thân thể của các vong linh đó có đầy đủ quần áo mặc trang nghiêm thanh tịnh. Không phải là do từ cái bộ quần áo chúng ta mua nó hóa ra đâu, nhưng các vị muốn tỏ tấm lòng thành thì tôi cũng hướng dẫn cho chúng ta, thì đấy là gọi là cũng tỏ tấm lòng thành. Cái tấm lòng thành đó xong thì nhà chùa các vị ai muốn xin về cho các cháu nó mặc hay cho người thân mặc thì cũng được, mà còn không xin về không mặc thì để lại đó, đến tháng 10 này nhà chùa lại sao thì xong đó thì cho gập phân loại gập gọn lại, và đến tháng 10 bắt đầu vào đầu mùa rét sẽ chuyển lên các tỉnh miền núi của dân tộc chúng ta, Việt Nam chúng ta, như là Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng vân vân đó, nên những vùng cao bà con dân tộc họ còn khó khăn, đặc biệt là mùa đông giá lạnh, chúng ta thì đem phát cái đó cho họ có công đức không? Có công đức. Cho nên làm cái việc đó nó có gì? Có công đức, có sự chia sẻ của cộng đồng, có sự chung tay góp sức của cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ đồng bào của chúng ta, cho nên công đức từ đó mà sinh ra đó. Chứ không phải là đốt vàng mã mà người thân chúng ta nhận được. Hôm qua, hôm kia, đúng là hôm kia, tôi xem một cái bài báo ở trên báo Vietnamnet. Họ đưa lên một số những cái hình ảnh, một số các ngôi chùa lớn ở Hà Nội chúng ta làm lễ Vu Lan. Có rất nhiều các Phật tử đội cái ô tô, đội cả một cái ô tô, ô tô gì nè, rất là đắt tiền, cái gì, Rolls Royce là một cái hãng ô tô hình như của Đức thì phải, rất là đắt tiền, sang Việt Nam nó đến mấy chục tỷ. Một Phật tử đội cả cái ô tô to như ô tô thật luôn, to đúng như cái ô tô Rolls Royce thật luôn ấy, và một Phật tử đội một cái máy bay Boeing 747, và một Phật tử cầm theo một cái iPhone rất là to, một cái điện thoại iPhone rất là to. Một Phật tử thì xin lỗi, không phải một Phật tử, một người dân, nói đúng là một người dân, vì thấy có người thì mặc quần áo nâu, người mặc quần áo lam, người mặc quần áo thường, nhưng không biết họ là Phật tử hay chưa. Nói là Phật tử thì có khi lại vọng ngôn, xin lỗi sám hối các quý vị. Thấy một người dân, nói đúng hơn là một người dân, một người dân thì cầm cả cái sổ đỏ để cho gì ạ? Để cho các vong ở dưới quay âm, làm sổ đỏ để cho người ở dưới quay âm nhà mình. Và họ nghĩ rằng đốt như thế, cũng như thế, đốt như thế, người dưới quay âm nhà mình có cả gì ạ? Sổ đỏ tức là có gì? Có đất. Rồi có cả biệt thự, mang cả cái biệt thự, có đất rồi có biệt thự, rồi có xe hơi, có điện thoại iPhone và có máy bay Boeing 747 để đi ở dưới quay âm. Đó. Rồi rất nhiều những cái đồ cúng khác nữa. Báo chí họ đưa lên như vậy và họ nói rằng đây là gì? Nghi lễ của một số những ngôi chùa lớn ở Hà Nội. Thấy rất đau lòng. Các quý thầy ở trong miền Nam á, mỗi khi người ta ra miền Bắc chúng ta, người ta hoằng pháp, người ta hành lễ, người ta thấy là phần lớn, đây tôi nói không phải tất cả, phần lớn tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta trong cái đám cúng rằm tháng 7 này đều đốt vàng mã, đốt rất nhiều, đốt vô số, đốt không thể nào mà tính hết được, trong cái đàn lễ đó đốt hết bao nhiêu tiền vàng mã. Các quý thầy trong miền Nam, các cụ gia, các thầy thấy ngán ngẩm cái Phật giáo miền Bắc chúng ta. Vì thế mà các cụ trong kia nói là miền Bắc chúng ta đi sâu về con đường cúng cấp, cầu cúng mê tín dị đoan, chứ không thiên về, không chú trọng về hoằng pháp, mà chỉ thiên về cúng bái, đi lệch với giáo lý của Đức Phật. Một số các quý thầy họ lên đăng đàn, họ giảng, họ chỉ trích miền Bắc, Phật giáo miền Bắc chúng ta là chỉ có thích, ham thích cầu cúng, sư thích đi cúng để kiếm tiền, Phật tử thì gì, cũng không lo tu, chỉ thích gì, thích cúng. Cái gì đó thì cứ bỏ ra vài triệu này, hoặc vài chục triệu, lập một cái đàn cúng, nhờ sư đến nhà cúng hoặc đến chùa nhờ sư cúng, thế là gì? Là chúng ta nghĩ là giải hết vận hạn rồi. Có giải hết không? Rất khó. Rất khó để mà trả lời cái câu nói đấy, câu hỏi ấy. Nhưng nếu mà chúng ta
Cũng như vậy, đốt vàng mã như vậy mà giải hết nghiệp á, thì xin thưa các quý vị, trên đời này Phật không phải dạy chúng ta tu. Phật dạy chúng ta chỉ cần cúng và đốt vàng mã như vậy là ở dưới quê âm nhận được hết á. Thế thì tốt biết bao. Nhưng mà rất không may cho chúng ta là Phật không nói cái điều đó, mà Phật nói về nhân quả. Anh muốn có phúc thì anh phải tạo phúc. Anh gây nghiệp thì anh phải thọ quả báo. Chứ không có cái chuyện là đem cái tiền giả, đồ giả đốt xuống quái âm mà họ nhận được đâu. Chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta này, một bất cứ quốc gia nào cũng có gì? Có chính phủ, có nhà nước, đúng không? Mà có chính phủ, có nhà nước thì chúng ta thấy dưới chính phủ thì có một cái bộ gọi là bộ gì nhỉ? Việt Nam chúng ta gọi là bộ gì? Bộ Tài chính. Dưới Bộ Tài chính để quản lý, tham mưu và giúp việc quản lý điều hành trực tiếp cái tài chính của quốc gia, đó là gì ạ? Việt Nam chúng ta gọi là thống gì? Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Dưới thống đốc thì có các hệ thống gì nhỉ? Ngân hàng nhà nước, ngân hàng cổ phần, vân vân, đã được nhà nước cho phép. Và các ngân hàng hoạt động đó có được tự do không? Các quý vị, tự do hoạt động theo ý của mình không, hay vẫn theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước? Hả? Phải theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước quy định, đúng không? Và ngoại tệ, chúng ta thấy ngoại tệ được tiêu ở Việt Nam, có một số các ngoại tệ được tiêu cả thế giới, đó là đô la Mỹ, đúng không? Và đồng euro hoặc là bảng Anh, vân vân. Đặc biệt là đô la Mỹ đã xuyên suốt được cả thế giới công nhận và tiêu cái đồng tiền đấy, gọi là đồng tiền chung của thế giới. Kể cả những đất nước là đối thủ của Mỹ, họ vẫn gì? Vẫn tích cóp và vẫn tiêu đô la. Như là Triều Tiên, như là Iran, đúng không? Là đối thủ, gọi là không đội trời chung với Mỹ, nhưng mà họ vẫn gì? Vẫn tiêu đồng đô la của Mỹ. Và như vậy chúng ta thấy là cái sức mạnh của đồng tiền đô la của Mỹ thì có thể nói là nó chi phối cả thế giới. Nhưng mà khi đến Việt Nam hay đến bất cứ quốc gia nào, nó có thể đến một cách tự do và tiêu tự do không các quý vị? Có không? Nhà nước các quốc gia đó vẫn quản lý. Việt Nam chúng ta vẫn quản lý cái đồng ngoại tệ, các đồng ngoại tệ, trong đó có đồng đô la. Có quản lý không? Có. Chúng ta mà đi buôn bán ở ngoài chợ đen mà bị công an bắt được á, có khi phải xử lý hình sự, đi tù như chơi, đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy là mặc dù đồng tiền được cả thế giới công nhận và tiêu dùng, nhưng mà quốc gia nào cũng phải có sự kiểm soát. Ở dưới quái âm, hôm qua chúng ta mới làm lễ mộc dục 10 vị Diêm Vương, dưới đó có 10 vị Diêm Vương. Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Đấu Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương và đệ thập điện Chuyển Lân Minh Vương. 10 vị Minh Vương này cai quản tất cả gì? Ở dưới quái âm. Giống như trên thế giới chúng ta này có bao nhiêu vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước hay là vị tổng bí thư, tùy theo cái chế độ của các quốc gia đó, có bao nhiêu quốc gia thì những vị đứng đầu quốc gia đó có trách nhiệm để cai quản nhân dân ở trong gì, trong đất nước của mình. Và vậy 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả cái công việc ở dưới quái âm, thì chúng ta thấy chúng ta mà đốt cái tiền giả, cái đồ giả đó xuống, 10 vị đó có chấp nhận không? Có chấp nhận không? Chắc chắn không. Ví dụ bây giờ chẳng hạn, Mỹ hoặc Trung Quốc nó in rất nhiều đồng đô la, nó đem đến biên giới của mình, nó phát cho bà con nhân dân của dân nghèo của mình. Việt Nam mình có chấp nhận không các quý vị? Trung Quốc nó in rất nhiều cái đồng tiền của Trung Quốc, nó đến biên giới, nó gì? Nó đem phát miễn phí cho dân nghèo mình. Chúng ta chấp nhận không? Đất nước chúng ta có thể còn nghèo hơn họ thật, nhưng chúng ta không thể để cho Mỹ hay Trung Quốc hay bất cứ một quốc gia nào đến phát cái đồng tiền của nước họ chia cho dân của mình một cách gì? Tự do. Như vậy nó sẽ làm gì ạ? Vỡ cái gì? Nó sẽ làm đảo lộn cái vấn đề trật tự thương mại, đồng tiền của đất nước chúng ta sẽ mất giá, sẽ làm gì? Đảo lộn cái cuộc sống của người dân, thậm chí là ảnh hưởng đến cả chính trị của một quốc gia, dân tộc. Hay kể cả Mỹ, bây giờ Mỹ mạnh nhất thế giới như vậy, có dám để cho các nước trên thế giới in đồng tiền của đất nước họ đến để chia phát cho dân người dân Mỹ không? Chắc chắn không. Cho nên đấy, chúng ta cứ lấy một cái ví dụ như vậy, qua cái ví dụ như vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng
đốt vàng mã dưới quay âm có tiếp nhận được không? Chắc chắn là không. Tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn là không. Chỉ có người sống với người sống chúng ta thấy an lòng và lừa nhau mà thôi. Đó, cho nên là một Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính, chúng ta đi lễ chùa chỉ thanh bông hoa quả, thành tâm mà lễ. Nếu cái đồng tiền mà mua vàng mã, mua cả cái máy bay Boeing 747 nó cũng vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, có khi còn hơn nữa. Cả cái ô tô Rolls Royce mà nói gì, làm rất là đẹp từ trong ra ngoài có thể nó vài chục triệu, nó phải vài chục triệu. Đem cái đồng tiền đó để cứu giúp người nghèo, những người cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa. Đem để gì? Giúp cho đồng bào ở miền núi của chúng ta. Họ ngày đêm, chúng ta phải biết là những cái đồng bào nghèo, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, ở bên ven biên giới, biên địa, ở nơi biên giới, họ là những người đang giữ bình yên cho chúng ta đó, cùng với các chiến sĩ bộ đội, chiến sĩ biên phòng, ngày đêm canh giữ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Họ ở những nơi như vậy, họ nghèo, họ khổ, chúng ta không giúp đỡ họ, đây là cái lỗi của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng phải nghĩ tới đồng bào của chúng ta, đem cái đồng tiền đó để làm cái việc đó thì công đức biết bao. Và qua đây thì Thầy cũng nói luôn này, đạo tràng của chúng ta vừa qua, trong những năm qua chúng ta chỉ hướng tới phóng sinh, đúng không? Phóng sinh rất là nhiều. Có những pháp hội chúng ta phải phóng sinh đến hàng trăm, hàng vài trăm triệu. Đấy là ngày xưa có những pháp hội phóng sinh đến 200-300 triệu. Trong khi đó, dân nghèo của chúng ta thì cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Chúng ta thấy chúng ta làm như thế đã đúng chưa? Đúng chưa? Chưa đúng. Cúng là gì? Cứu vật phóng sinh. Phóng sinh cứu vật, bố thí, cúng dường. Cúng dường thì đương nhiên công đức khác rồi. Nhưng phóng sinh cứu vật và bố thí giúp đỡ những người nghèo cùng, chúng ta thấy đây cũng là một cái hình thức. Phóng sinh tức là chúng ta con vật này sắp chết, chúng ta mua nó để thả ra, đúng không? Thả ra cho nó được sống thêm. Vậy những đồng bào chúng ta, những người nghèo, họ là con người. Họ đó là con người, tức là cái phúc báo của họ đã hơn những con vật rất rất gì? Rất nhiều rồi. Nhưng do đời trước, kiếp trước, do cái nhân tu của họ gì? Do bỏn xén. Ở đây tôi nói theo kinh Đức Phật, chứ không phải tôi chửi họ đâu. Đây do Đức Phật nói trong kinh, do nhân quả, do kiếp trước, do bỏn xén, keo kiệt, do không biết tu phúc, tích đức, cho nên đời nay được sinh làm người, nhưng mà sinh ở nơi biên địa, hoặc sinh nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của các khu vực. Nhưng mà gì? Do cái phúc báo cá nhân của vị đó, nghèo vẫn hoàn nghèo, bệnh tật, khổ, ốm đau, cho nên làm cái gì cũng không được, cho nên nghèo cùng khổ sở. Nay các Phật tử chúng ta có phúc báo hơn họ, chúng ta được hưởng cái cuộc sống là an vui hạnh phúc, có miếng ăn miếng để. Chúng ta nên nghĩ tới gì? Đồng bào chúng ta, bà con chúng ta. Vẫn là theo tôi, nếu mà nay từ nay mà đạo tràng chúng ta đồng ý, thì tôi nghĩ rằng cái hòm phóng sinh để chúng ta phải chia đôi ra, phóng sinh từ thiện thì hợp lý hơn. Phóng sinh cộng từ thiện vào đó. Và như vậy cái hòm đó, ví dụ chúng ta thì đáng lẽ pháp hội này chúng ta phóng sinh 100 triệu thì chúng ta phóng sinh 50 triệu thôi. Còn 50 triệu là thiết thực giúp đỡ đồng bào chúng ta, giúp đỡ những người nghèo. Và những người đó có thể gì? Từ hôm nay họ được đạo tràng chúng ta giúp đỡ, được chúng ta chia sẻ, ngày mai họ tin Phật, họ học Phật và họ trở thành một Phật tử. Cái điều này chúng tôi bằng cái kinh nghiệm đi hoằng pháp và làm công tác giáo hội nhiều, chúng tôi thấy có quả thật như vậy. Xin thưa các quý vị, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay bản thân tôi ngày xưa còn bé, năm đó tôi nhớ là năm tôi 14 hay 15 tuổi, nhà nghèo đến nỗi mà bà cụ đi chợ vắng chưa về, ở nhà có hai anh em, anh thì bị bệnh, tôi thì đi làm, đi đào đáy vàng ở trong cái vùng sâu, đi cả tháng về chẳng có cái gì cả, mà ở nhà thì gạo đã hết từ hàng mấy ngày rồi. Đi vay đi mượn hàng xóm thì vay nhiều thì cũng ngại, mà hàng xóm họ cũng hoàn cảnh như nhà mình hoặc hơn nhà mình tí thôi, họ không thể có cho mình vay. Đến các bác thì các bác cũng chẳng có, hoàn cảnh các bác cũng như vậy. Đang trong cái lúc mà
cùng quẫn như vậy. Thì tự nhiên nghe cái bác trưởng thôn, bác đi sang, bác bảo là ngày mai đi xuống xã để nhận quà từ thiện. Vì ngày khi chúng tôi mới chuyển từ quê nội xuống quê ngoại là thuộc gia đình hộ nghèo mà. Gia đình gọi là rất nghèo, nghèo rất mùng tơi. Đó. Nghèo gọi là nghèo rất mùng tơi. Cho nên bác trưởng thôn, bác ấy thông báo như vậy mừng quá. Hôm sau, đích thân tôi đi xuống ở dưới ủy ban nhân dân xã. Các vị biết tôi nhận mấy cân gạo không? Nhận được 5 cân gạo. Nhận được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, không được cả thùng mì tôm đâu, được mấy gói mì tôm. Và các vị biết là gì? Tôi vui mà tôi sướng đến rớt nước mắt. Chính bản thân tôi này, tôi đã từng đi nhận gạo cứu trợ, được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, tôi đã rớt nước mắt và nghĩ đến rất nhiều những cái tấm lòng của những nhà hảo tâm lúc đó. Đang trong cái lúc mà mình nhà hết gạo đến mấy hôm rồi, phải đi vay rồi, mà được những gia đình hảo tâm, những người hảo tâm đó, họ đem về xã họ làm từ thiện, được đi nhận cái đồng tiền đó, quả thật là cảm động rơi nước mắt. Đến hôm nay tôi vẫn chưa quên. Hôm nay tôi vẫn chưa quên cái ngày mà tôi, mỗi khi tôi đi làm từ thiện, tôi kêu gọi từ thiện, tôi lại làm từ thiện, tôi lại nhớ cái ngày xưa tôi còn bé, tôi đi nhận 5 cân gạo và mấy gói mì tôm ở ủy ban nhân dân xã. Cho nên á, hôm nay thầy nghĩ rằng á, trong mấy năm qua chúng ta phóng sinh rất nhiều, phóng sinh công đức lớn, nhưng làm từ thiện công đức cũng lớn, thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Vì sao? Vì chúng ta phóng sinh một con cá hay một con chim, nó còn phải lâu lắm nó mới có thể gì ạ, quy tam bảo, lâu lắm nó mới có thể tụng kinh, lâu lắm nó mới có thể niệm Phật. Nhưng chúng ta từ thiện được cho một người hoặc cho 10 người, trong 10 người đó chỉ cần là gì, được 2-3 người biết tụng kinh ngay trong cuộc đời này, biết niệm một câu A Di Đà Phật ngay trong gì, trong ngày hôm đó thôi, công đức vô lượng. Cho nên trước đây thì tôi chưa dám nói, về sợ các Phật tử chúng ta nghĩ rằng cứ nghĩ rằng là phóng sinh công đức mới nhiều, còn làm từ thiện công đức không nhiều. Không phải đâu. Nếu mà đây hôm nay tôi mới nói với các quý vị, nếu mà phóng sinh được 10 phần công đức thì làm từ thiện được hẳn gì 50 phần công đức. Làm từ thiện đúng pháp, đúng cách, đúng người, đúng người họ cần mà chúng ta gì, chúng ta đem đến làm từ thiện, xong rồi khuyên họ tin Phật, khuyên họ gì tu Phật, khuyên họ tụng kinh, khuyên họ nghe giảng, họ có niềm tin, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ nghe giảng ngay trong cuộc đời này, thậm chí họ là đệ tử của Phật ngay trong cuộc đời này nữa, thì công đức chúng ta vô lượng, chứ không phải là 50 phần như là gì tôi nói nữa. Đó. Cho nên nếu hôm nay đồng ý, đạo tràng chúng ta mà đồng ý, thì từ pháp hội này trở đi cho đến mãi mãi về sau, cái hòm từ thiện công đức phóng sinh của chúng ta sẽ cộng thêm gì? Từ thiện và 50-50. Chả biết cái hoan hô hoài có đồng ý hay không ta. Tôi nghĩ nên làm cái điều đó. Làm cái điều đó thì rất nhiều người họ ủng hộ chúng ta. Kể cả gì, những người làm công tác chính trị, xã hội, họ cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Họ thấy là ô, cái đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên đem là lợi ích rất nhiều cho gì, cho đồng bào, cho dân tộc. Sánh vai với gì, với đảng, với nhà nước, với các cấp chính quyền để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta gì cứ chở hết ô tô này đến ô tô nọ đi phóng sinh, trong khi đó đồng bào chúng ta còn rất những người, nhiều người nghèo khổ, miếng ăn không có, cái mặc cũng chưa lành. Đó. Thôi hôm nay thì chỗ đông người này cứ lấy ý kiến luôn. Ai mà đồng ý tán thành với ý kiến của thầy là hòm công đức phóng sinh cộng từ thiện cứ cho chung vào một cái và 50-50 thì giơ tay ra nè. Quả 100% à? Cảm ơn các Phật tử. A Di Đà Phật. Cảm ơn các Phật tử đã hiểu được nỗi lòng của thầy từ bấy lâu nay. Một lần nữa xin thay mặt cho bà con đồng bào nghèo có thể được hưởng cái tấm lòng của các Phật tử chúng ta từ pháp hội này trở đi. Vừa qua thì đạo tràng chúng ta, hôm nay xin thông báo chúng ta vừa qua là đạo tràng chúng ta
đã hoàn thiện xong hai căn nhà đoàn kết, hai căn nhà tình nghĩa, hai căn nhà đoàn kết ở tại Sơn Đông. Và đến sang tháng 8 này, thầy dự kiến là sang tháng 8 mà thì hết vu lan thì chúng ta sẽ làm cái lễ bàn giao cho hai gia đình. Đấy, thiết thực như thế. Chúng ta làm thiết thực như thế và từ hôm nọ đến nay á, người thân của các gia đình đó sang chùa suốt ngày làm công quả. Đó. Không chỉ cô ấy mà chị gái ngồi biết sớm ấy kia làm công quả suốt từ hôm đấy đến giờ. Như vậy là gì? Độ được ngay, biết Phật Pháp ngay, tin Phật ngay. Đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Đúng người, đúng Pháp, đúng việc thì việc hoằng Pháp sẽ gì? Sẽ tốt thôi. Đó, ở đây thì cho nên thầy nói thêm như vậy.